Kẻ thù chung của tất cả chị em phụ nữ đó là ai? Đó chính là nếp nhăn cả nhà mình ạ. Nếp nhăn này, bọng mắt này, vết chân chim này, rồi là quầng thâm này, đấy là tất cả những kẻ thù khiến cho chị em phụ nữ chúng ta nhìn vào già hơn rất nhiều so với tuổi. Và bác rất hiểu rõ cái vấn đề chung của chị em phụ nữ đó là nhìn mình ở trong gương mà không muốn nhìn mình. Một ngày mình nhìn vào gương và mình cảm thấy là mình già đi rất là nhiều. Vậy thì làm cách nào để nhìn mình có thể trẻ hơn so với 10 tuổi mà lại phải nhanh, không đau đớn, dễ dàng có thể làm được? Thì bác đã cùng với đội ngũ nghiên cứu ra một cái sản phẩm, và siêu phẩm này đến từ Hàn Quốc, giúp cho tất cả chị em chúng ta chỉ cần với một cái lượng kem cực kỳ nhỏ thôi, chúng ta xoa ở quanh cái bọng mắt của chúng ta, xoa ở những cái vùng mà có nếp nhăn, vết chân chim và vết quầng thâm đó, hoặc là ở cái vùng khóe miệng mà chúng ta hay cười đấy, thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều nhăn. Hoặc là trán chúng ta hay nhăn nhó thôi, nhăn nhó như thế này, hoặc là ở vùng giữa này, thì khi mà nhăn nhó như vậy thì nhìn chúng ta rất là già, đúng không nào? Vậy thì làm cách nào để có thể đánh bay tất cả mọi những cái vết nhăn đó? Bởi vì khi cười ý, nếp nhăn xuất hiện là điều đương nhiên, nhưng điều quan trọng ấy là khi mình không cười nữa cả nhà mình ạ, mà vẫn không có nếp nhăn. Cười thì nhăn nhưng không cười nữa thì không thể nếp nhăn đâu cả. Thì đây chính là bí quyết. Thì trong cái video ngày hôm nay, bác muốn chia sẻ với tất cả chúng ta cái cách làm thế nào để chị em nhà mình ấy cứ buổi sáng ngủ dậy nhìn vào gương mình không nhận ra mình nữa, không phải là nhìn thấy bọng mắt, không phải nhìn thấy mí bị sụp, hay không phải là vết chân chim hay quầng thâm, mà nhìn mình trẻ hơn 10 tuổi. Wow, làm sao mà buổi sáng ngủ dậy bị bản thân bác ấy, nhà bác là gọi là gì ạ? Di truyền luôn, hầu như ai bọng mắt cũng cực kỳ to luôn. Và đây cũng chính là nỗi lo của mình. Vì khi mà bọng mắt to nhìn mình cực kỳ già luôn, già vô cùng, rồi còn là nếp nhăn ở đôi mắt nữa, khóe miệng nữa. Thì sau đó mình nghiên cứu ra cái sản phẩm cùng với đội ngũ Hàn Quốc đưa về Việt Nam, cái sản phẩm đó chính là cái xóa nhăn tức thì này. Để chúng ta nhìn đây, bạn ấy nhỏ nhỏ như thế này thôi, 30ml thôi, nhỏ xinh như thế này thôi, nhưng mà mỗi một lần chúng ta chỉ cần cho một cái lượng rất là nhỏ vào cái vùng đó, sau đó vỗ vỗ nhẹ như thế này. Hiện tại thì bác đang make up lên, bác không thoa lên, nhưng nếu như chúng ta không make up vào buổi tối trước khi đi ngủ ấy, chúng ta chỉ cần lấy một cái lượng rất là nhỏ, tôi bóc một chút cho chúng ta bôi lên đây, sau chúng ta được dùng ngón tay vỗ nhẹ 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 như những cái vùng mà nó bị nhăn ấy, hoặc là bị thâm, hoặc là bị chảy xệ, thì nó sẽ có thể làm gì ạ, căng luôn trong vòng 10 giây. Và sau một đêm tỉnh dậy thì cái cảm giác là gì ạ, sờ mặt mình nó láng luôn. Bình thường bác bọng mắt rất là to đúng không nào, nhưng bây giờ không có bọng mắt luôn cả nhà mình ạ. Bây giờ đang quay cam thường luôn cả nhà mình ạ. Vậy thì cái điều gì để làm lên cái này, đó chính là cái chuỗi peptide Apex Complex 7B và cái Syncol, là hai cái thành phần đặc thù giúp có thể nâng cơ và làm đầy tất cả những cái vùng bị nhăn, và trong đó có luôn cả collagen nữa, và nó giúp cho cái gì ạ, cái màng collagen bị đứt gãy nó được tái sinh trở lại và dừng ngay cái quá trình đứt gãy màng collagen. Đó là lý do mà tại sao khi chúng ta thoa vào ấy, ngay tức thì trong vòng 10 giây thôi với cái công nghệ đó, thì nó đã xử lý ngay tức thì làm cho da của mình căng luôn trong vòng 10 giây. Và sau một đêm chúng ta tỉnh dậy thì chỗ nào cũng cảm thấy là gì ạ, nó phẳng lì luôn đó. Và bản thân bác thì đã dùng cái sản phẩm này được hơn 1 năm rồi, và đến bây giờ thì mình cảm thấy là không thể thiếu nó luôn. Bởi vì trước một ngày trước khi mà mình đi ra ngoài ấy, mà một đêm mà mình đã thoa rồi ấy, mình tỉnh dậy ở nhà mình ạ, mình thấy mình trẻ hơn bao nhiêu luôn, trẻ hơn rất nhiều luôn. Bác nói là gì ạ, bác đã bị dừng lại ở tuổi 25 rồi, không bao giờ vượt quá cái tuổi này đâu. Mặc dù tuổi đời của mình có thể cao hơn, nhưng cái tuổi trẻ trên khuôn mặt của mình ấy, nó được đánh giá bởi cái nếp nhăn trên mặt của mình nhá. Thì cái chuỗi peptide Apex Complex 7B và cái Syncol đấy là hai cái thành phần để giúp cho cái nhăn sắc của chúng ta gọi là gì ạ, luôn luôn được duy trì. Ngoài ra bên cạnh đó còn có một số những các cái thành phần kiểu như là chiết xuất từ hoàn toàn tự nhiên, ví dụ như quả mâm xôi là giúp ẩm da này, hoặc là hoa nhung tuyết này, rất là nhiều. Thì những cái thành phần đó nó sẽ giúp cho dưỡng ẩm cho da của mình và dưỡng trắng lên mỗi ngày, dưỡng ẩm này, dưỡng trắng này, và ngăn ngừa cái sự lão hóa. Còn cái chuỗi peptide và cái Syncol đấy là hai cái thành phần giúp nâng cơ và làm đầy tất cả những vùng nhăn. Nên là Niala cho ra cái siêu phẩm này của nhà mình ạ. Đây là cái bạn ấy nhỏ nhỏ này thôi, 30ml này thôi, nhưng mà chúng ta thoa vào nó cực kỳ hiệu nghiệm luôn. Có nghĩa là hiệu quả ngay trong vòng 10 giây luôn. Nên là ai mà đang bị bọng mắt này, ai mà bị đang gọi chảy xệ như thế này, rồi là ai đang bị vết chân chim nhiều này, hay là ai bị vết nhăn ở trán, nhăn ngang dọc này, hoặc là cái gì ạ, khóe miệng này đó, hay cười như kiểu như bác hay cười đúng không, cười là nhìn này, khi mà cười thì thấy hết vết nhăn đúng không nào, thì hay cười mà để. Nhưng mà không cười nữa ấy, phẳng tắp luôn đó, phẳng cực luôn, cực kỳ phê luôn. Nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thôi, nhưng mà rất là nhiều công dụng. Và lợi ích lớn nhất mà đấy mang lại đó là giúp cho chị em mình trẻ hơn 10 tuổi nhá. Đó.
hãy đến ngay với cái sản phẩm này để giúp mình trẻ hơn 10 tuổi, đặc biệt là những người mà bụi một đêm mà thoa xong một sáng ngày hôm sau thức dậy. Chúc cho cả nhà mình trẻ hơn 10 tuổi với Premium 1060, cái siêu phòng xóa nhăn nhà Yala nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.